Ok, các bạn hãy lên YouTube, các bạn gõ cho mình một cái kênh đó là Kỳ Tài Football Game. Thì đây là một cái bạn mà làm rất nhiều các đội hình hay về Đầm Lít Soccer 2019. Thì có rất nhiều các đội hình huyền thoại đây. AC Milan huyền thoại này, Borussia Dortmund, Thuận Ai Trần này. Các cầu thủ có tên và được gọi tên này, rất là nhiều luôn. Thì cái file huấn luyện viên mình sẽ hướng dẫn các bạn thì nó sẽ ở kênh này. Thì kênh này bạn ấy đã làm ra và mình sẽ re-up lại. Đấy. Thì bạn nào mà muốn đội hình chuẩn, đây, mình sẽ tìm ra rất là nhiều đội hình hay luôn. Đây đội hình chuẩn các đội huấn luyện viên huyền thoại đây thì nó sẽ như thế này. Đây sẽ rất rất nhiều đội hình huyền thoại đây. Các bạn chỉ cần đăng ký đúng với chỉ số. Đây mình sẽ vào luôn. Đây bạn Johnny Chí Nguyễn các bạn. Thì đây là các đội hình huyền thoại này các bạn nhìn thấy không? Các huấn luyện viên huyền thoại chuẩn mà bạn nào mà muốn có đội hình này thì chỉ cần bấm nút đăng ký và ủng hộ bạn đấy lên 400 sub thì bạn có thể là chia sẻ cái đội hình huyền thoại này. Các bạn nhìn thấy rất là đẹp. Chuẩn phải không các bạn? Có các cầu thủ người Việt Nam các bạn nhìn thấy không? Đấy các bạn chỉ cần bấm vào kênh đó là kỳ NCT Football Game hay là Kỳ Tài Football Game đều được. Đây Kỳ Tài Football Game. Đấy, Kỳ Tài Football Game thì nó sẽ hiện ra cho các bạn đó là NCN Football Game thì các bạn chỉ cần bấm vào đăng ký và ủng hộ bạn đấy lên 400 sub thì bạn ấy sẽ chia sẻ đội hình các cuộc huấn luyện viên huyền thoại các bạn. Ok thì mong các bạn hãy đăng ký giúp bạn đấy cho mình. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Cú Tim Madrid. Thì ok, video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có được cái đội hình các huấn luyện viên huyền thoại trong Đấm Lít Soccer 2019 và các cầu thủ Thuận Hai Chân nhé. Thì đầu tiên thì đây chỉ là một cái bản demo thôi, phần 1 thì mình đã kết hợp đội hình này không phải là tất cả các cầu huấn luyện viên đều là huyền thoại. Thì đây chỉ là một số huấn luyện viên mình cho thêm vào đây rồi và một số cầu thủ huyền thoại mình sẽ thêm vào cũng như là một số cầu thủ Thuận Hai Chân. Ok. Thì bạn nào mà muốn đây chỉ là phần 1 thôi, cũng chỉ demo thôi. Thì chỉ có những huấn luyện viên huyền thoại như là Alex Ferguson này, Rafa Benitez này, Dennis Law này hay là Roy Keane cũng như là Wesley Brown. Đây là các huấn luyện viên huyền thoại này, có cả Nezami Vidic này. À đâu. Nemanja Vidic này. Đấy. Hay là huấn luyện viên thủ môn đó là team WSE. Khuôn mặt rất là giống rất đẹp luôn các bạn ạ. Ở đây thì hàng loạt các cầu thủ khác là Thuận Hai Chân này. Các cầu thủ là Thuận Hai Chân cũng như là khuôn mặt chuẩn cũng như là các cầu thủ thật ví như Ronaldo này hay là David Villa, Totti hay là Neymar đấy, rất là nhiều luôn. Ngoài ra còn có cả đây Richard Britton nhưng mà nó chưa hiện mặt vì nó đang lỗi các bạn ạ. Một chút thì các bạn hack nó sẽ được thôi. Hay Kanu đây. Victor Kanu, các bạn biết cầu thủ này không? Đấy Victor Kanu. Thì mình sẽ vào đây thì mình sẽ review mà cho các bạn xem. Thì file này đó là file của bạn Kỳ Tài Football Game đây, Victor Kanu các bạn nhìn thấy không? Hay là Brain đây, Britton đây. Silva. Đấy rất là nhiều luôn. Cực kỳ là chất luôn. Thì file này đó là file của bạn Kỳ Tài Football Game. Thì anh em nào mà muốn hẳn cái đội hình mà nguyên huấn luyện viên huyền thoại hay là nguyên huấn luyện viên huyền thoại hay là gì nhỉ? Các cầu thủ Thuận Hai Chân những hay là các đội hình phần 2 này, đội hình huấn luyện viên huyền thoại cộng các cầu thủ huyền thoại phần 2 rất là nhiều luôn. Cũng như là các cầu thủ Thuận Hai Chân phần 2 thì bạn lên YouTube gõ kênh Kỳ Tài Football Game thì bạn ấy đã làm về cái game này rồi, làm về cái đội hình này rồi. Thì bạn ấy sẽ đủ số sub bạn ấy cần thì bạn sẽ chia sẻ các đội hình hay cho các bạn. Ok thì mình cũng đi viên đến như vậy thôi. Thực sự đây là một đội hình khá là hay luôn. Mình sẽ vào lại thì là xong thì nó chắc là nó hết lỗi rồi. Mình sẽ vào lại xem nó như thế nào. Ok nó sẽ hiện ra tất cả rồi. Tất cả các cầu thủ đều rất là ok luôn các bạn nhìn thấy không? Có cả gì Zero Boateng này hay là Kasikawi này. Hay có một cầu thủ Việt Nam đó là Ruay Rồng thì đây là một đội hình huyền thoại các bạn. À các cầu thủ mà gọi là huấn luyện viên huyền thoại cộng các cầu thủ Thuận Hai Chân. Ok, thì các bạn nào mà muốn cái đội hình này chuẩn thì các bạn có thể lên kênh YouTube Kỳ Tài Football Game nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn ở cái đội hình này thôi. Đội hình kết hợp này thôi các bạn ạ. Thì đầu tiên các bạn bấm cho mình phần download thì nó sẽ hiện cho các bạn những cái link như thế này. Thì các bạn hãy bấm vào cái link đầu tiên cho mình, đội hình các cầu thủ huấn luyện viên huyền thoại cộng các cầu thủ Thuận Hai Chân. Đây, bấm vào cho mình.
và các bạn sẽ bấm vào link trên cùng này. Đấy, thì nó sẽ hiện cho bạn một cái bước captcha, thì nó hỏi các bạn là tôi không phải máy, thì các bạn tích vào ô vuông này. Nó sẽ hiện tụ tích V và tiếp theo các bạn bấm vào chữ Country. Đấy, thì bước này các bạn chỉ lựa chọn chạy về 0 giây thôi, số giây nó chạy đây 0 giây, và các bạn sẽ bấm vào phần Get Link. Ở dưới này thì nó đang get chữ hiện chữ Get Link này, các bạn chỉ bấm vào đấy Get Link và tải về thôi. Thì đây là cái file này, các bạn chỉ cần bấm vào download tải về. Huấn luyện viên cộng với box file nghĩa là của thủ thuật tay chân đấy. Ok, như vậy các bạn đã tải về rồi. Và tiếp theo các bạn vẫn phải tải cho mình app Zachiever. Các bạn lên Google gõ Zachiever, đây app này. Thì các bạn vẫn phải bắt buộc tải về cho mình, mở cho mình. Đấy, tiếp theo các bạn cho mình chọn cho mình phần download này. Đây, phần download đây. Và các bạn chọn cái đội hình này đây, huấn luyện viên cộng box file này. Và các bạn chọn xem. Và giữ chọn tiệp này này, bấm sao chép. Cũng như là chọn phần bộ nhớ thiết bị này, Android và data. Ok, các bạn dán cho mình. Áp dụng cho tất cả các tệp và bấm thay thế. Đấy. Thì các bạn nào bây giờ các bạn chỉ cần vào game mà chơi thôi. Nhớ nhá, các bạn nào mà muốn lên cái đội hình huyền thoại ấy, hay cái đội hình full cấp huấn luyện viên ấy, các bạn chỉ cần lên kênh Kỳ Tài Football Game. Thì đây là một cái kênh mà YouTube của một AD trên các group Dermis Soccer, nó sẽ người ta sẽ làm rất là nhiều đội hình hay luôn các bạn. Nếu mà các bạn ủng hộ đúng cái lượt đăng ký của nó thì là 400 lượt đăng ký thì sẽ có đội hình huyền thoại các huấn luyện viên các bạn nhá. Ok, như vậy là mình đã vào trong đội hình này rồi. Đây là đội hình nha, các bạn nhìn rất là đẹp luôn. Có Alex Ferguson rất là giống này. Đấy, Rafael Benitez này. Walter Blow. Victor Canu này. Đấy. Thì cái bản mod này thì mình cũng đã làm rồi. Bạn nào mà chưa tải bản mod này thì có thể vào kênh của mình và tìm. Thì video mình cũng xin kết thúc tại đây. Các bạn nào thấy video mình hay thì hãy like, chia sẻ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Bây giờ video mình xin kết thúc. Bye bye các bạn. Chúc bạn thành công. Bye bye.